vi thứ tư, ngày 21 tháng 9 năm 2016 của 12 con giáp. Bước sang ngày mới, người tuổi Dần có tinh thần phấn khởi, làm việc có trách nhiệm và được cấp trên khen ngợi, cấp dưới đồng lòng ủng hộ. Còn các con giáp khác sẽ như thế nào? Cùng lịch ngày tốt theo dõi nhé! Tử vi tuổi Tý. Tử vi thứ tư của 12 con giáp, người tuổi Tý ghi nhận một ngày chịu ảnh hưởng của quan hệ tứ hành xung tị ngọ gây lục đục nội bộ. Công việc bị cản trở vì những mâu thuẫn, xung đột cá nhân. Ai nấy đều không đặt lợi ích của tập thể lên trên, vì thế mỗi người một lý lẽ, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cứ gọi là bắt nháo một phen. Ngũ hành thủy hỏa cạnh tranh còn mang tới điểm báo có kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, thèm khát địa vị, chức vụ của bản mệnh rồi tìm cách hãm hại. Điểm tiểu nhân khó tránh nên bạn càng phải hành sự thận trọng, cho mình một đường lui trong mọi tình huống. Gan và phổi là hai cơ quan dễ bị ảnh hưởng ngũ hành tương khắc trong ngày. Các triệu chứng như vàng da, da rẻ xanh xao, khó thở, ho kéo dài phản ánh rất rõ tình trạng suy yếu của hai cơ quan này. Cần đi khám càng sớm càng tốt để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh. Còn số may mắn 0, 2, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, xám, kaki, quý nhân phù trợ, mão, thân, thìn. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Sửu trải qua một ngày thứ tư không lý tưởng. Sửu ngọ nhị xung, công việc gặp trở ngại, đường quan lộc lại càng thêm ảm đạm. Càng cố gắng lại càng không được ghi nhận, tinh thần bản mệnh xuống dốc trầm trọng. Bản mệnh có tham vọng lớn, không tránh khỏi cạnh tranh với người khác. Trong mọi tình huống, không nên đôi co, cãi vã, gây thị phi võ mồm mà chủ động im lặng, biến chuyện to thành nhỏ, nhỏ hóa không có, nhưng vẫn âm thầm hành động, đánh bại đối thủ. Vận trình tình cảm giữ ở mức bình ổn, mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái được cải thiện đáng kể, không còn tình trạng người nói chẳng có người nghe nữa. Nhìn chung, là người trụ cột gia đình, bạn vẫn điều hành tốt các mối quan hệ. Còn số may mắn 1, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, cam, vàng nhạt, quý nhân phù trợ, Tý, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Dần. Tử vi thứ tư của người tuổi Dần, Dần Ngọ tam hợp cục, nên hiệu suất công việc của bản mệnh rất cao, tinh thần phấn chấn, nhiệt tình năng nổ, có trách nhiệm với công việc, khiến cấp trên khen ngợi. Đặc biệt, người làm việc tự do sẽ có nhiều cơ hội để phát huy năng lực của bản thân, tự gây dựng thành công. Bản mệnh nhiệt tình, hăng hái làm việc nhưng tâm lý dễ chán nản, thiếu kiên trì, làm việc tùy hứng, dễ bỏ cuộc giữa chừng. Mệnh chủ cần thay đổi càng sớm càng tốt, nếu không kiên trì thì có thể sẽ hụt mất món lợi lớn hoặc làm không công, không thu được thành quả nào đáng kể. Tam hợp cục giúp hôn nhân thêm viên mãn, vợ chồng mới cưới sớm sinh quý tử, gia đình trong ấm ngoài êm. Mọi mâu thuẫn được xử lý êm thấm, bản mệnh kê cao gối ngủ, vô lo vô nghĩ. Còn số may mắn 2, 4, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, đen, xám, quý nhân phù trợ, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Mão. Người tuổi Mão có một ngày nhiều điều lo nghĩ, máu ngọ tương phá, điềm báo có kẻ tiểu nhân đeo bám. Làm việc gì bản mệnh cũng lấy chữ cẩn trọng làm đầu, kẻo dễ bị lừa gạt, hạ bệ lúc nào không hay. Thêm nữa, bạn còn gặp rắc rối về đường giấy tờ do thiên quan chủ về kiện tụng, tranh cãi. Trên đó, những ai chuyên quản lý sổ sách, giấy tờ, hợp đồng quan trọng cần nâng cao cảnh giác. Chỉ một phút sơ sẩy thôi, bạn có thể trả giá rất đắt, rút tiền túi ra mà đền bù thiệt hại. Bản mệnh sinh cho ngày nên sức khỏe giảm sút, ăn uống đủ bữa và đi ngủ sớm, dậy sớm là điều mà bạn nên duy trì. Bên cạnh đó, chăm chỉ vận động, luyện tập thể dục thể thao vừa giúp bạn sở hữu ngoại hình bắt mắt, lại củng cố sức khỏe dồi dào. Còn số may mắn 5, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh dương, quý nhân phù trợ, Sửu, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Tử vi hàng ngày của người tuổi Thìn có thiên ấn trợ giúp đường công danh sự nghiệp, cảm giác làm gì cũng trôi chảy, gặp được quý nhân giúp đỡ. Tài lộc vượng phát theo sự nghiệp, một khi đã gặt hái được thành công, đồng nghĩa với việc tiền bạc ắt rơi đầy túi. Thêm nữa, các thần này còn mang tới những ý tưởng dồi dào, đầy đột phá và sáng tạo. Những ai làm trong lĩnh vực liên quan tới sáng tác, thiết kế, tưởng tượng, trong hôm nay sẽ có những bước tiến đáng kể, tạo ra các sản phẩm tốt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, các thần trợ lực giúp cho bản mệnh thông minh, sáng suốt, giải quyết công việc một cách nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng điều cốt lõi vẫn là ở sự cố gắng của bản thân và cách tạo dựng khéo léo các mối quan hệ. Bạn hãy chủ động giao tiếp để lấy lòng cấp trên và được lòng cấp dưới, tạo chỗ đứng vững chắc trong tập thể. Còn số may mắn 3, 6, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, vàng đất, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Tử vi tuổi Tỵ.
Một ngày tam vượng hòa cục như hôm nay, tính tình tuổi Tỵ có phần nóng nảy, dễ mất kiểm soát, âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đừng cả giận mất khôn, phạm sai lầm để kẻ xấu bới móc nhằm triệt hạ uy tín trong công việc. Ngũ hành bất thuận khiến cho bạn gặp phải tiểu nhân quấy phá, bản thân cảm thấy bực bội và tiếc cho lòng tốt của mình khi đặt nhầm chỗ. Từ nay về sau, hãy thận trọng hơn trước khi ra tay giúp đỡ, sự tử tế cũng cần đặt đúng chỗ, đúng người. Tình yêu lứa đôi hệt như tính cách trẻ con, lúc hợp lúc tan, tan rồi lại hợp, chia tay lên xuống không biết bao nhiêu lần. Nên nhớ, cái gì cũng có giới hạn của nó, một khi đã đi qua giới hạn ấy, chẳng còn gì để níu kéo nữa. Con số may mắn 3, 8, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Tý, Mão. Tử vi tuổi Ngọ. Tử vi ngày 21 tháng 9 năm 2016, người tuổi Ngọ có hỏa khí vượng, mất kiểm soát, bản thân thường xuyên có những hành động bốc đồng, không suy tính kỹ càng, dẫn tới quyết định sai lầm, để lại hậu quả khôn lường. Trong công việc, mâu thuẫn giữa bạn với cấp trên, trưởng bối lớn tuổi là rào cản ngăn bạn chạm tới thành công. Tuổi trẻ tài cao, mọi người ghi nhận điều đó ở bạn, nhưng đừng vì thế mà tỏ ra cao ngạo, khinh thường người khác, kẻo sẽ bị người khác dị nghị là ngựa non háo đá. Trong một ngày chịu quan hệ tự hình chèn ép như ngày hôm nay, bản mệnh nên tránh xuất hành xa, đi lại ngoài đường cũng cần phải cẩn thận và chạm gây xây xát chân tay. Tuy không nghiêm trọng nhưng cũng tổn thương cơ thể, gây bất lợi trong sinh hoạt thường nhật. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 4 giờ đến 6 giờ, màu sắc cát tường hồng, tím nho, quý nhân phù trợ Thìn, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Hôm nay, Ngọ Mùi nhị hợp giúp những ai đang còn đi học có được thành tích học tập tốt thì cử đỗ đạt cao, nhất là những bạn đang có ý định săn học bổng, đây là cơ hội hiếm có, cần chủ động nắm bắt. Các mối quan hệ xã giao phát triển mạnh mẽ, giúp ích rất nhiều trong công việc, được lãnh đạo trọng dụng, tin tưởng và nâng đỡ. Chỉ cần không cả tin, giữ vững quan điểm lập trường là mọi sự thông thuận. Ngày tình duyên tốt lành cho những ai còn độc thân, hãy nhanh chóng diện đẹp và ra ngoài vào buổi tối. Đừng bỏ lỡ cơ hội kết bạn hay hẹn hò, nhanh chóng tìm được đối tượng ưng ý. Còn số may mắn 2, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường tím, vàng, quý nhân phù trợ Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Xem tử vi, người tuổi Thân đón một ngày tài lộc kém, lại còn phải đề phòng tai nạn xe cộ vì thất sát gây họa. Bản mệnh cảm giác như làm đâu thất thoát đấy, càng đầu tư càng có xu hướng bị thua lỗ, không vớt vát lại được. Biến động hung họa là điều mệnh chủ khó tránh khỏi, chỉ còn cách chủ động đề phòng và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đương đầu mà thôi. Trong ngày, người kinh doanh buôn bán, quân đội, ngoại giao phải đi nước ngoài, ra ngoài tỉnh công tác. Người làm công ăn lương có sự thay đổi về vị trí làm việc hoặc nơi ăn trốn ở. Ngũ hành tương khắc khiến vợ chồng khắc khẩu, tốt nhất là hai người tránh đối đầu trực tiếp vì khi nóng nảy có thể sẽ làm những việc khó lòng cứu vãn. Bạn có thể lánh mặt một thời gian, như đi công tác, du lịch, đợi khi cả hai cùng hạ hỏa, bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, bạc, kaki, quý nhân phù trợ, Tý, Mão. Tử vi tuổi Dậu. Xem tử vi của người tuổi Dậu, mọi rắc rối trong công việc đều được xử lý nhờ chính quan ra tay trợ giúp, hứa hẹn một ngày phát triển mới mẻ, dồi dào sức sống. Bản mệnh như nắng hạn gặp mưa rào, chỉ chờ cơ hội để tuôn trào cảm xúc, phô diễn tài năng. Người kinh doanh buôn bán nên mở rộng quy mô sản xuất đầu tư vào các lĩnh vực mới sẽ thu được thắng lợi bước đầu, cổ vũ bản mệnh trên những bước đường tương lai còn rất dài phía trước. Tuy nhiên, chuyện tình cảm không được như ý, dậu kim bị ngọ hỏa khắc chế nên nội bộ gia đình không yên ấm. Dù bề ngoài vẫn bình thường nhưng sóng ngầm đang nổi lên, hãy điều chỉnh càng sớm càng tốt. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 20 giờ đến 22 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Thìn, Sửu. Tử vi tuổi Tuất. Người tuổi Tuất có một ngày làm việc hiệu quả, bản mệnh trở nên năng động, nhanh nhẹn, ký kết hợp đồng lớn, có được mối làm ăn tốt nên vấn đề tiền bạc không phải lo nghĩ nhiều, nhất là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư có điểm báo thắng lớn. Mệnh chủ làm việc khéo léo, tiêu tiền hào phóng với mọi người xung quanh, hành sự công bằng nên nhận được sự tín nhiệm rất lớn của đồng nghiệp, lãnh đạo. Sự nghiệp có bước phát triển mới, tài chính dần đi vào ổn định. Trong ngày, nếu bản mệnh mạnh dạn bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Tình yêu chân thành ấp ủ bao lâu nay có cơ hội nói ra rồi, tuổi Tuất còn do dự gì nữa, càng không quyết đoán, bạn càng dễ bỏ lỡ hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Còn số may mắn 1, 5, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, cam, quý nhân phù trợ Tý, Thân. Tử vi tuổi Hợi.
Xem tử vi thứ tư của 12 con giáp cho thấy, cuộc sống gia đình của người tuổi Hợi lục đục, vợ chồng đấu khẩu, trong nhà ai nấy đều cảm thấy bất an, muốn chia sẻ với mọi người xung quanh mà không nói thành lời. Bản mệnh bất đồng quan điểm với cha mẹ, trong lúc nóng nảy không kiểm soát được lời nói và thái độ, khiến cho đôi bên tổn thương. Khoảng cách giữa hai thế hệ ngày càng lớn, đó chính là rào cản khiến cho các thành viên trong nhà khó mà chia sẻ, tâm tư tình cảm với nhau. Một khi không còn sự cảm thông, ắt sinh ra mâu thuẫn. Gia thất bất hòa nên tâm tư của mệnh chủ không đặt vào công việc. Bản mệnh làm việc trong trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây, khó mà tập trung làm tốt việc được giao. Chính vì thế, rất dễ xảy ra sai sót. Con số may mắn 0, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ: Mão, Mùi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Để xem thêm các thông tin thú vị khác, xin mời các bạn truy cập vào website lichngaytot.com hoặc fanpage Lịch Ngày Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. 10 nơi đừng tới vào ban đêm để tránh âm khí. Xin chào các bạn yêu mến chương trình của Lịch Ngày Tốt. Ngày hôm nay, Lịch Ngày Tốt sẽ đem đến một chủ đề rất huyền bí, đó chính là âm khí và tâm linh. Có thể bạn không bao giờ tin rằng có linh hồn tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng thực tế lại không như vậy. Cuộc sống của chúng ta chứa đựng rất nhiều điều huyền bí mà câu trả lời vẫn đang bỏ ngỏ.